Mình đã xem được những cái review trước đó và mình cảm thấy là cái bộ phim này nó không có dở như là những cái review đã chê. Mặc dù là mình đã thấy nhiều người nói là phim nó bị cắt bớt về một số đoạn rồi, nhưng mà thì nó vẫn không có bị ban, vẫn là dễ hiểu. Lúc đầu thì đọc review thì cũng nói chung là cũng không bất ngờ lắm, nhưng mà sau khi xem phim xong rồi thì thấy nó hơn là tưởng tượng, hơn mình tưởng tượng nữa. Có bối cảnh rất là, nói chung là rất là bắt mắt, âm thanh thì làm cho người xem thấy hòa mình vào cái bộ phim đó luôn. Thì bị cắt rất khá là nhiều, nhưng mà mình thấy thì nó vẫn rất là hay. Về âm thanh, bối cảnh, khung cú máy, khung hình này nọ, tất cả mọi thứ nói chung là khá là ok, tốt. Nó hay khác sát cái khía cạnh những cái vấn đề, những cái vấn đề mà được gọi là mê tín ở Việt Nam mình. Có những cái cảnh rượt đuổi mà bọn mình ngồi trong rạp mà bám kiểu, view lấy nhau. Trời ơi, làm ơn đừng có bị bắt nha, làm ơn đừng bị bắt nha. Mình kiểu rất là tim mình đập thật nè. Phải xem, phim rất hay, sống động. Tiếc nói thì mình không có tiếng nói gì hết. Mình có một ngày với bạn gái của mình xem phim rất là tuyệt vời. Sau khi mà Long ngồi trong con rạp, Long đều phải nhắm mắt để mà coi, tại vì có những đoạn mà mình nghĩ rằng là rất là khủng khiếp. Mới thở được, tại vì lúc coi nín thở chứ. Một bộ phim nào có thỏa mãn mình hoàn toàn 100% chưa thì thật sự là mình vẫn còn cảm thấy chưa đã lắm. Nhưng mà có thể là đây sẽ là một cái món ăn mà vừa miệng cho khán giả. Thấy như là nó đã vượt xa khoảng mong đợi của mình, tại vì mình đã chờ đợi bộ phim ra được khoảng gần 1 năm rồi. Và cái sự diễn xuất của dàn diễn viên cũng rất tuyệt vời, mình cảm thấy thật sự rất thỏa mãn. Mình không có rời mắt khỏi cái màn hình được, tại vì là nó rất là cuốn hút á. Và ngoài ra thì thấy Chibi Hoàng Yến thực sự là đóng rất là đạt, và Chibi Hoàng Yến khá là dễ thương. Bộ phim kinh dị mà Ngân cảm thấy là rất là đáng xem của Việt Nam mình từ trước tới giờ. Quang Tuấn Linh Phi hy vọng mọi người hãy ra rạp ủng hộ phim Thất Sơn Tâm Linh. Mọi người ơi, mọi người hãy ra rạp và xem bộ phim vào ngày 9 tháng 10 năm 2019 nha.